người nha. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh YouTube của mình. Hôm nay mình quay cái máy sang cuộn giấy vệ sinh 3 lớp nè. Máy này là máy cũ mình dọn lại với giá rất là hợp lý. Đang chạy cái loại giấy rẻ định lượng, nó chỉ có 14 ngàn thôi. Giấy rất là bổ, nhưng mà chạy giấy rất đẹp nè. Bông nó lên này ghê không? Quá dữ luôn, bông lên quá đẹp luôn. Đấy, định lượng này định lượng giấy 14 ngàn thôi, chạy ra cuộn rất to, chuyên gia về chạy shop luôn nè, đảm bảo là bán là ra thị trường là rất là cạnh tranh luôn. Ai có đang xem kênh hoặc là quan tâm tới máy sàn cuộn, nhớ đăng ký với mình nha, nhớ đăng ký kênh giúp mình. Đồng thời là mình sẽ cũng chuyên làm máy và bán máy, độ máy nè. Máy này là máy cũ nha mọi người, không phải máy mới. Mình độ lại, mình thay hết cái dàn ống hơi là hết, dàn điện cũng thay là hết luôn. Chung một phần cơ nhông xích rồi là thay mới hết. Chạy rất là ổn định. Thì máy này là máy dòng máy bảo xua. Hả? Vô trong này. Dòng máy bảo xua nha mọi người. Chạy vô cùng ổn định. Đó, giấy này là giấy bỡ lắm, đụng có là rách thôi, nhưng mà máy dân vẫn kéo vẫn chạy được bình thường, chứ không phải là dòng giấy chai mới chạy được đâu. Cho nên là mọi thứ đều là làm lại hết nè, nhông xích rồi là đổ mới hết, làm tăng đưa xích hết toàn bộ đó, hệ thống bu ly rồi làm lại hết nè, nhông xích làm mới hết, thấy không? Đó, hệ thống nhông xích trong này là mới hết luôn nha mọi người nha. Có đầy đủ cái tính năng giống như một cái máy đời mới nhất của Bảo Xua nè, đời 2017, có lô cán biên rồi đầy đủ luôn. Nếu mà chạy 3 lớp, máy này đa tính năng, thì chạy 2 lớp thì chạy 3 lớp, cán biên rồi là đầy đủ hết. Ai có là sản xuất giấy cao cấp cũng chạy được luôn, có nhau các lớp đầy đủ. Đấy, hệ thống thuộc lõi chạy không lõi luôn nha mọi người nha. Rồi ra đây xem kênh, nhớ đăng ký kênh giúp mình. Mình chuyên làm về các máy móc thiết bị nè. Đỡ cái đầu này vô này. Đó, chuyên làm về máy móc thiết bị. Đang truyền lại cái kinh nghiệm chạy máy cho anh chủ nhà. Anh chủ mua máy. Đó nha mọi người. Rồi rất mong mọi người đăng ký kênh ủng hộ giúp mình. Đồng thời ai có quan tâm đến máy thì cũng liên hệ mình để biết giá. Đó, chuyên sang cuộn giấy nè. Máy này làm cuộn giấy vệ sinh. Ra cuộn tròn vậy đó. Rồi cắt ra. Ra cuộn tròn xong cắt ra, chạy shop cũng được mà chạy cao cấp cũng được, không có chê một loại giấy máy nào giấy nào hết trơn, chạy shop cũng được mà chạy cao cấp cũng được luôn. Đó, quá ok luôn nha mọi người. Dàn lô cao su gai rất là nhiều nè, thấy không? Máy cũ nhưng mà quan trọng là nhờ cái cặp lô nó ok nè, nó mới nè, gai sâu nè, gai cao nè, thấy không? Đấy, lô cao su còn mới luôn nè. Đó, rồi nhông xích mới nè. Máy cũ thì chẳng qua màu sơn cũ thôi, nhưng mà thực ra cái khung thép này rất là chắc. Còn những cái máy mới hiện giờ thì cái khung thép nó không có bằng, nó không có dày dặn, chạy nó rung lắc vậy lắm, khó chạy lắm. Đấy, đó, ai đang xem kênh này nhớ đăng ký kênh giúp mình. Hệ thống nhông xích đầy đủ luôn, làm tăng đơ xích đầy đủ hết cho mọi người luôn. Nói chung là máy này là bao chạy mà, máy chạy ngon lắm, chạy rất êm luôn, motor là 10 ngựa.
mô tơ kéo là 10 ngựa, mô tơ giao cắt 1 ngựa đó. Cái máy rất lớn như thế này mà tiêu thụ điện rất là ít, chạy được cả giấy 2 lớp và 3 lớp đấy. Hệ thống nhông xích là truyền động mới nè, quan trọng là những cái hệ thống này thôi chứ còn những cái màu sơn đẹp hay xấu là không quan trọng đấy. Mọi người có thấy ai có thấy thích thú thì nhớ đăng ký kênh giúp mình nha mọi người nha. Đó. Đây là cái cặp bên hơi để xả cuộn, ra cuộn xả cuộn nè, cặp bên hơi xả cuộn, bên hơi xả cuộn nó có cái van tay gạt này nè, van này mình gạt qua gạt lại thì cái nâng cuộn nó sẽ lên nè. Thấy chưa, mình bỏ cuộn giấy vô đó, bỏ cuộn giấy vô trong tời này, nó hai có hai lỗ tai nó móc lên, móc cuộn giấy lên rất đơn giản. Giờ đó đơn giản vậy thôi, có gì đâu, hệ thống máy móc rất đơn giản luôn đó. Cụm van hơi mình sửa lại mới hết nè đấy, giấy nè, giấy định lượng 14.000, giấy này là giấy rẻ nhất và bỡ nhất nè, khó chạy nhất nè, giấy này là khó chạy nhất luôn. Ừ. Này thấy không, nhưng máy chạy vẫn rất là ok đấy, rất đẹp luôn. Cành sao là cái mấy giấy nó bằng nhau như thế này nè, bằng nhau như thế này là chạy lên giấy rất là ngon nè. Ừ. Hệ thống giao cắt lớp nè, sensor mắt độc nè, sensor mắt độc luôn. Hệ thống này là hệ thống nâng cái dao lên nè đó. Đó, cái này là hệ thống cán biên đó, hệ thống cán biên, khi mà mình mở van hơi lên thì hơi nó ống nó sẽ phù lên và nó đẩy lên nè đấy. Rồi còn cái hệ thống này là hệ thống thụt vô để nó chạy không lõi nè, chạy không lõi nha mọi người nha, rất là ok. Hệ thống chạy không lõi, hệ thống chạy có lõi, không lõi. Rồi cặp bên này là cặp bên là quan trọng nhất nè, cặp bên này cặp bên gọi là cặp bên trợ lực nâng cuộn nè, cuộn lớn cuộn nhỏ phụ thuộc vào cặp bên này nè, cho nên là lúc nào cũng xài cặp bên này là cặp bên tốt nha mọi người đó. Nói chung là mua củ thọ lại thì mọi người không có sợ cái chuyện mà máy chạy không được đó. Hệ thống dao cắt này làm mới luôn nè, ti trượt bạc đạn luôn nhé, ti trượt bạc đạn này là bạc đạn CNC luôn nha mọi người nha, cái hệ thống trượt CNC luôn, rất là ngon luôn đó. Nông xích làm mới hết, kể cả motor cũng làm mới luôn, tủ điện phần mềm lập trình màn hình ấy luôn, màn hình tiếng Việt luôn. PC xài Mitsu hết nè, PC xài Mitsu hết nha. Đó, tổng quan của một cái máy nè, motor là xài motor Nhật hết nè, dọn lại hết mấy cái phần đổi dao đó đồ là mình làm lại hết nè, phần lô dán motor lô dán cũng được làm lại riêng biệt luôn nè, làm mới luôn đấy. Nhưng mà cái này cái khối sắt đó là làm mới luôn, điện lại phay lại. Hệ thống nhông xích này nói chung là dọn hết từ A tới Z nè, máy đảm bảo chạy ngon hơn mới nữa. Lô này được mạ lại đẹp luôn đó, để cho ra cái giấy rất đẹp, cho ra cái giấy rất tròn rất đẹp, rất là nhẹ ký không mọi người đấy. Rồi cái ai đăng ký kênh đăng ký giúp mình nha, xin chào mọi người, mình cũng xin kết thúc cái video ở đây nè mọi người đấy. Cảm ơn mọi người nhiều.